Chào mừng quý vị lại quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cảng. Quý vị ơi, và hôm nay Thái Học xin chia sẻ cho quý vị lý do mà có rất là nhiều khách hỏi, và Học cũng muốn chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay luôn. Thì Học cũng có thường thường đặt ra câu hỏi tại sao quý vị phải bán xe cho Toyota Tăng Cảng, đặc biệt là những cái chỗ đại lý chính hãng nha quý vị. Thì cá nhân Học và bên công ty Học sẽ có những chính sách bảo vệ khách hàng bán hoặc mua xe nha quý vị. Còn chính sách thứ nhất á, là khi mà quý vị bán xe cho Toyota Tăng Cảng bên Học á, thì quý vị có một cái quyền lợi đầu tiên là được mua nhanh tiền mặt đó. Quyền lợi thứ hai là quý vị, cái sản phẩm mà quý vị bán á, là quý vị mua đất bán đoạn, là bên Học sẽ ủy quyền qua cho bên Học là bên thứ hai, và bên Học sẽ bán đất cho bên thứ ba đó. Quý vị không có phải lo sợ về cái việc mà mình bán xe một năm rồi mà đã có thư thông báo cách đây vài hôm là mình đã chạy vượt quá tốc độ ở cao tốc. Thì cái điều đó mình cũng không phải là thế. Cái này Học không phải nói là mình không phải là người sử dụng xe, tuy nhiên thì nó chích lục ra vẫn được cái người mà vi phạm không phải là mình, nhưng quý vị sẽ bị mất thời gian rất là nhiều về xử lý những cái việc mà không đáng có nha quý vị. Và vấn đề thứ tư nữa là ví dụ như những trường hợp mà quý vị đang bị ngậm ngân hàng đó, thì bên Học sẽ cùng với quý vị hỗ trợ về việc mang tiền đến ngân hàng rồi tắt toán chùm cho quý vị. Và đồng thời khi mà sau khi mà tắt toán xong thì bên Học sẽ tự đi xóa giấy chấp cho quý vị luôn, thay vì thông thường xóa giấy chấp là quý vị phải đi là người đi xóa giấy chấp. Thường thì quý vị quên cái việc đó nha, nhưng mà nếu như quý vị quay qua khoảng 2 tháng sau, 3 tháng sau mình cần tiền, mình muốn mua một cái gì đó, ví dụ như cái nhà hoặc chiếc xe mà mình vay lại, mặc dù mình đã trả tiền rồi nhưng quý vị chưa xóa giấy chấp thì quý vị sẽ vướng lại, chúng ta sẽ không có thuận lợi trong những cái việc mà chúng ta vay tiền nha quý vị. Đó là cái quyền lợi của quý vị khi bán xe cho Toyota Tăng Cảng. Và quy trình bán xe thì rất là đơn giản, quý vị hãy gửi cho Học hình đầu xe như thế này á, hình đầu xe, tại vì thường thường á bên Học sẽ nhận diện ra cái mẫu xe, nó cái đầu xe nó sẽ có 1-2-3 điểm nhấn trong cùng phân khúc. Thí dụ như Kia Morning thì nó 4 phân khúc, Camry 2 phân khúc, rồi Toyota Altis bây giờ nó chỉ còn 2 phân khúc, nhưng ngày xưa nó 3 phân khúc đó. Quý vị sẽ, bên Học sẽ đánh giá được cái sản phẩm đó là chính xác nó là phân khúc nào, dòng nào, rồi quý vị cho Học thêm cái đăng kiểm để bên Học check về cái lịch sử phạt nguội, rồi cho bên Học thêm cặp vẹt để biết chính xác cái người chủ đứng đó là công ty hay là cá nhân đó. Mọi thứ nó đều có lý do của nó nha quý vị. Còn cái hình km á, để rất là nhiều khách hàng nhắn tin cho Học hỏi Học ơi, xe anh Innova 2017 màu bạc, biển số thành phố bao nhiêu, mặc dù thông tin nó cũng khá là đủ rồi nhưng mà thiếu cái km thì bên Học không định giá được. Có những trường hợp xe 2017 chạy 1.000 nó sẽ khác với 100.000 đó. Vậy chiếc xe chạy nhiều với chạy ít nó sẽ cái giá cả nó sẽ chênh lệch nhau cũng khá là nhiều vậy. Rồi cái điều thứ hai mà Học muốn nói với quý vị, khi mà quý vị mua chiếc xe ở Toyota Tăng Cảng, chiếc xe cũ á, thì quý vị được một quyền lợi là như thế này. Quý vị mua xe sang tên qua cho mình đó, là khi mà sang tên cho quý vị là quý vị tài sản nó thuộc về mình 100%, và đồng thời quý vị không có giống như ở ngoài thường thường mà mình ủy quyền á, thì quý vị có thể mang xe đó đi, nhưng mà tới lúc mình sang tên nó lại bị vướng, phải đóng một, có thể là đóng một đống tiền về tiền phạt nguội nè, rồi không biết cái chất lượng sản phẩm nó như thế nào. Học là bên Học là chuyên đi thẩm định, một ngày bên Học thẩm định tới mấy chục chiếc. Học gặp rất nhiều trường hợp rất là đáng tiếc khi mà khách hàng đặt lòng tin vào, thứ nhất là bạn bè, thứ hai là người thân, không có, chỉ nói miệng, không có giấy tờ cam kết. Thường thì ví dụ nè, Học có gặp một trường hợp khách, thì khách đó mua chiếc xe đó chính của em ruột mình, và em ruột là mua của bạn thân. Chốt cuộc hỏi lại bạn thân thì bạn thân cũng là mua của một người anh em nào đó ở tỉnh Đồng Nai. Thì chiếc xe đó cách đây 2018 thì nó 2 năm rồi, mà nó đã tua từ một nó đi từ trong lịch sử nó là 990.000 cây, mà hôm nay nó chỉ còn có 30 mấy ngàn cây rồi. Mà nó tua cách đây 2 năm thì quý vị biết nó tua đi tua lại chắc rất là nhiều lần, mình không có đánh giá được cái chất lượng chiếc xe, nên mình Học sẽ từ chối những cái sản phẩm đó. Nếu như mà chiếc xe tua mà tua, bên Học biết là bên Học sẽ từ chối ngay, nên quý vị có những cái chất lượng xe phải gọi là sản phẩm tuyệt đối đó, tuyệt đối chất lượng. Còn về không phải là những chiếc xe mà bên Học kiểm tra lịch sử như vậy là ok đâu, bên Học còn kiểm tra về
phần keo chỉ, rồi nói chung là rất là nhiều chi tiết động cơ về độ bóng của nước sơn, vỏ, hao mòn, lịch sử, ngập nước, quý vị hãy an tâm. Rồi xong đó là một quá trình sản phẩm của mình đã được kiểm tra lịch sử. Quá trình thứ hai, lịch sử thì bao gồm là lịch sử bảo dưỡng xe nè, rồi lịch sử phạt nguội nè, rồi lịch sử về có nợ vay ngân hàng hay không, là chứ đó một lịch sử là nó sẽ có ba yếu tố nha. Về thứ hai nữa là chất lượng xe đó, chất lượng xe thì bao gồm có ngập nước, máy móc như thế nào, rồi vận hành ra sao, hiện tại thì có đâm đụng gì chưa, nó cũng rất là nhiều. Khi mà bên học thu về, không phải như vậy là xong, bên học còn kiểm tra 176 hạng mục nữa. Kiểm tra 176 hạng mục thì quý vị là về lực phanh nè, nồng độ khí thải nè, góc chụm bánh xe nè, rồi góc sáng, điều chỉnh ánh sáng của xe đó, rất là nhiều, rất nhiều đó. Quý vị mua xe Toyota Thăng Cảng thì quý vị an tâm về những cái vấn đề đó, bên học sẽ kiểm tra rất là kỹ lưỡng khi mà bán xe cho quý vị đó. Và một điều nữa học muốn xin chia sẻ về bên học Toyota Thăng Cảng, hiện tại đang có nhu cầu mua thu mua tất cả các dòng xe cũ ở tất cả các tỉnh với giá phải gọi là cao nhất thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Quy trình thì chỉ như thế thôi, học sinh nhắc đi nhắc lại rồi. Đăng kiểm, cặp vẹt xe, đầu xe, nội thất, km thì quý vị có thể định giá miễn phí cho quý vị luôn. Ví dụ như mình không biết bán chiếc xe đó cho người em mình bao nhiêu tiền đó, thì quý vị hãy gửi cho học những cái đó, mình học sẽ đưa ra cái giá thị trường để cho quý vị biết à cái giá mình hiện tại thị trường vậy. Còn về cái việc mà quý vị bán cho người nhà mình thì mình tự cân nhắc cao thấp tùy theo cái hiện trạng của chiếc xe và mức độ tình cảm của quý vị sao ha. Rồi thì sau đây thì học sinh cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi clip của học. Thì một lần nữa học sinh cảm ơn và xin kính chào và hẹn gặp lại ở các clip sau. Xin chào.